mật trên xác ướp Hồ Chí Minh. Những bí mật bên trong xác ướp. Ngày 12 tháng 8 năm 1969, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam công bố trước Hội đồng Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh đang nằm sáng, nguy cơ bệnh nặng. Ông được những y sĩ Trung Quốc và Liên Xô điều trị chu đáo, nhưng bệnh vẫn không tiên giảm, mọi chăm sóc đều không kết quả. Tình trạng bệnh nhân nằm trên báo động đỏ, mặc dù đội ngũ y khoa bậc nhất Trung Quốc đã đem hết khả năng y nghiệp cũng đành tuyệt vọng. Thủ tướng Chu Ân Lai lo lắng không yên tâm vì sợ có kẻ cướp lấy xác ông Hồ. Trước đó, vào những ngày 24 và 26 tháng 8 năm 1969, Bắc Kinh đã gửi hai phái đoàn y sĩ đến Hà Nội. Thực sự, một trong hai nhóm này do tình báo Hoa Nam phối trí điều động để bảo vệ và nếu cần ướp xác Hồ Chí Minh đưa về Bắc Kinh. Cho nên nay vẫn còn nhiều người chưa biết ông Hồ Chí Minh thực sự là ai. Người họ Hồ từ đâu đến? Tại sao họ Hồ lại xuất hiện tại Việt Nam? Do thế lực chính trị nào? Vì lý do nào Bắc Kinh sợ hãi? Phải đích thân gửi lực lượng cảm tử tình báo Hoa Nam bảo vệ cẩn mật họ Hồ. Ngày nay cảnh tượng Việt Nam đang dần dần mất lãnh thổ, lãnh hải và chủ quyền cho phép chúng ta nghi ngờ là họ Hồ đã do Mao Trạch Đông tạo dựng lên để cướp chính quyền Việt Nam và đô hộ nhân dân Việt Nam. Cuối tháng 8 năm 1969, lệnh của Hồ Chí Minh càng lúc trầm trọng. Bệnh lý không hề thuyên giảm, tất cả dược phẩm Đông Tây điều trị không còn hiệu quả. Mặc dù khả năng y khoa Trung Xô cũng có hạn, Thủ tướng Chu Ân Lai thúc giục những chuyên gia y khoa chăm sóc khẩn cấp. Qua ngày 31 tháng 8, Chu Ân Lai tiếp tục gửi thêm nhóm thứ 3 với những chuyên gia nổi tiếng, có giáo sư Ngô Gia Bình, Tổng Giám đốc Trung Quốc Học viện Khoa học Y khoa Bắc Kinh. Nhóm này đến Hà Nội bằng một chiếc máy bay chuyên dụng đặc biệt cung cấp dụng cụ cấp cứu, dược phẩm hảo hạng, xúc tác thêm phần hô hấp của Hồ Chí Minh để điều trị kéo dài hơi thở. Ngày 1 tháng 9, Chu Ân Lai đích thân nghe giáo sư Ngô Gia Bình báo cáo qua điện thoại. Cuối cùng, Bắc Kinh cho triệu tập các chuyên gia nghiên cứu và thảo luận khoa học y khoa. Chu Ân Lai lấy quyết định gửi tiếp theo 4 nhóm y sĩ, mang theo một số chuyên gia, chuyên khoa, thiết bị tối tân, dược phẩm đông y. Chuyến bay đặc biệt này đến Hà Nội vào sáng sớm ngày 2 tháng 9 1969. Người thực của Hồ Chí Minh mắt phải lớn, mắt trái nhỏ, môi dày với trạng thái bi quan. Còn chân dung Hồ Chí Minh người dân Việt Nam thường thấy hai mắt đều nhau và môi mỏng, mồm chất mép, có trạng thái lạc quan. Hy vọng nhân dân Việt Nam sáng suốt nhận định đừng vội nhận ông ta là cha già dân tộc. Hình dung 5.000 văn hiến chỉ có một Hồ Chí Minh, ông cũng chưa xứng đáng để gọi cha già nhân dân. Hai chữ nhân dân bốn nguyên bản án hình ảnh nguồn Hoa Nam. Theo báo cáo của giáo sư Ngô Gia Bình, tình hình sức khỏe họ Hồ đã xấu đi nhiều, nhưng nhờ chăm sóc đúng liều lượng thuốc nên cuộc sống kéo dài được thêm một năm nữa. Họ Hồ đã bận 2 năm qua và ngày nay đã đến thời kỳ cuối. Các cấp lãnh đạo Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả vấn đề đều được tham khảo, phải xem xét làm thế nào để tiết kiệm ngân khoản chi phí cho tang lễ của họ Hồ. Tình hình Việt Nam lúc bấy giờ quá lệ thuộc vào Trung Quốc, nên kinh tế không phát triển, lạc hậu về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, sản xuất, tất cả đều bị đình trệ. Trong hoàn cảnh chiến tranh, Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như không có khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước. Xã hội chỉ biết tiêu thụ không biết sản xuất, sống theo nhịp tim thoi thóp với tiền viện trợ của Trung Cộng và Liên Xô. 2 năm trước, vào ngày 14 tháng 9 năm 1967,
nhà nước Cộng sản Việt Nam đã lặng lẽ đưa một nhóm chuyên gia y khoa đi Liên Xô để thực hiện công tác, đặc biệt là nghiên cứu kỹ thuật ướp xác. Những chuyên gia của viện nghiên cứu Lăng Lenin tận tình giúp đỡ, khuyến khích đồng nghiệp sau 7 tháng đào tạo kỹ thuật, nắm vững phương pháp lưu trữ các bộ hài cốt trong vòng 15-20 giờ đầu tiên sau khi một người ngừng thở. Nhóm chuyên viên y khoa học trở về Việt Nam tiếp tục học tập, nghiên cứu tỉ mỉ về một môi trường, về khí hậu nhiệt đới của Việt Nam và thực hiện phương pháp đặc trưng cướp xác đã học được tại viện nghiên cứu Lăng Lenin Liên Xô. Và trước đó vào tháng 6 năm 1968, Đảng Cộng sản Việt Nam bí mật thành lập một nhóm kỹ thuật đặc biệt có nhiệm vụ chuyên sâu nghiên cứu phương pháp ướp xác, chủ yếu làm thế nào lưu trữ xác ướp Hồ Chí Minh trong thời gian vĩnh viễn vô trùng dù trong môi trường nhiệt đới. Vào thời điểm 1967, các nhà lãnh đạo Việt Nam suy nghĩ cho rằng nếu như Hồ Chí Minh chết quá sớm, lăng mộ chưa được xây dựng, riêng nhóm kỹ thuật ướp xác phải có phương thức bảo vệ an toàn. Điều này yêu cầu tiêu chuẩn cẩn mật, kỹ thuật cao để duy trì một xác ướp với nhiệt độ ổn định 16 độ C hoặc trừ dưới 0,2 độ, phải được giữ tuyệt đối vô trùng, độ ẩm ổn định duy trì ở mức 75% tại nơi lưu xác, bằng không xác ướp sẽ bị hư hao, thối lát. Khi ấy, Đại tướng Tư lệnh Chu Đức, người bạn cũ của Thiếu tá Quân báo Hồ Quang Hồ Chí Minh phúng điếu một câu đáng ghi nhớ: vốn họ Hồ khi sống đã thối nát rồi, bây giờ không có lý do gì mà sợ xác chết ấy thối nát. Ngày 8 tháng 9 năm 2010, trên trang 7 của tác giả Cố Tô Liên, tiêu đề ghi rõ xác ướp Hồ Chí Minh không còn lưu trữ bí mật tại Việt Nam. Nội dung luận về xác ướp Hồ Chí Minh đã bí mật di chuyển khỏi Năng Ba Đình, Hà Nội. Những nghi vấn xác chết Hồ Chí Minh đang lưu trữ ở đâu hay đã thủ tiêu từ lâu? Những chân dung nào của Hồ Chí Minh liên hệ thế nào với Hoa Lam? Và ông là ai? Loan tải trên thường Châu Văn Báo. Nhiều kỳ nguồn. Vào năm 1968, nhà nước Cộng sản Trung Quốc bắt được mùi xác ướp, hối hả bí mật đưa chuyên gia y khoa đổ xô vào Việt Nam. Trung Quốc lấy cớ bảo vệ xác chết của họ Hồ, nhưng thực chất là để tiếp cận phương pháp ướp xác. Thứ nữa, Trung Quốc muốn bảo vệ sự nghiệp họ Hồ sau khi chết để tiếp tục bưng bít đầu mối câu chuyện bí ẩn đằng sau lưng những huyền thoại mập mờ không bình thường về nhân vật này. Nhiều thập niên qua, tình báo Hoa Lam tạo ra rất nhiều huyền thoại về họ Hồ, đưa đến tình trạng người dân Việt Nam mơ hồ, tưởng ông ta sống nghèo trong mái nhà tranh tại Bắc Bộ Phủ, trong cảnh thiếu thốn điều kiện vật chất. Họ Hồ trở thành thánh nhân của Việt Nam, và để rồi bây giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc lo lắng sức khỏe cho tác phẩm huyền thoại do chính tay họ dựng lên, một tác phẩm của sự dối trá bịp bợm vĩ đại. Trong lúc bối rối, Chu Ân Lai tiếp nhận chỉ đạo của Mao từ Quân ủy Trung ương, gửi khẩn cấp chuyên gia y khoa đến Việt Nam. Vào thời điểm đó, đội ngũ chuyên gia y khoa Trung Quốc được lệnh túc trực ngày đêm bảo vệ xác chưa nguội của Hồ Chí Minh, nói rằng để chăm sóc cho Hồ Chí Minh, nhưng thực chất là để ngăn ngừa không cho lộ bí mật thân thế thực sự của Hồ Chí Minh. Cử chỉ này cho thấy Trung Quốc rất sợ hãi, bởi vì Liên Xô cũng chờ đợi giờ phút này để phát hiện thây ma kịch sĩ chính trị đã cướp chính quyền Việt Nam. Liên Xô là đồng minh cộng sản cũng phải ngỡ ngàng trước hành động quá liều lĩnh của Trung Cộng. Hồ Chí Minh đang hấp hối, nhưng thật không may cho Trung Cộng, bốn nhóm chuyên gia y khoa mới bay đến Quảng Tây được tin Hồ Chí Minh ngưng thở vào lúc 9 giờ 47 sáng. Ngày hôm đó, nhằm ngày 2 tháng 9 năm 1969, ngày quốc khánh của Cộng sản Việt Nam, kết quả chiếc máy bay phải quay đầu trở về Bắc Kinh. Chính phủ Cộng sản Việt Nam bối rối liền ngăn chặn để phòng dư luận dân sự hay bất ổn nội bộ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Bí thư Đảng lấy quyết định dời lại ngày khai tử Hồ Chí Minh chính thức vào ngày 3 tháng 9 năm 1969. Đảng Cộng sản Việt Nam lên kế hoạch tang lễ cấp nhà nước cử hành ngày 9 tháng 9 năm 1969. Điện văn ngoại giao gửi đi các sứ quán thông báo Hồ Chí Minh qua đời.
điện tín của Mao Trạch Đông gửi Hồ Chí Minh. Trong quá trình ăn bận tật, chúng tôi đã gửi một bác sĩ tốt nhất của Trung Quốc đến Việt Nam chữa trị cho anh. Chúng ta đồng chí hữu nghị Trung Việt và anh em. Phái đoàn Trung Quốc gồm có ông Lý Tiên Niệm, thành viên của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Phó Thủ tướng của Hội đồng Nhà nước đứng đầu đảng và phái đoàn chính phủ tham gia tang lễ cấp nhà nước của Việt Nam. Ông Chu Ân Lai cũng phá vỡ các thông lệ, ngày 4 tháng 9 năm 1969, đích thân đã dẫn đầu một phái đoàn Quân ủy Trung ương bay tới Hà Nội chia buồn, tháp tùng có các thành viên đoàn đại biểu Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương dùng cùng các ủy ban quân sự Trung ương. Ông Phó Chủ tịch Diệp Kim An, Quân ủy Trung ương, ông Vi Quốc Hanh, thành viên giám đốc khu tự trị dân tộc Choang và nhân dân cách mạng Quảng Tây. Phái đoàn Liên Xô, ông Zepofu, Quân ủy Trung ương đi Cộng sản Liên Xô và một nhóm chuyên gia ướp xác của Viện Nghiên cứu Năng Lenin đến Hà Nội. Trong khi xác chết của Hồ Chí Minh vẫn còn nằm đó, các chuyên gia Liên Xô thảo luận đặt vấn đề có nên chuyển phần thi thể của Hồ Chí Minh đưa đi Moscow để ướp xác. Bởi vì Việt Nam đang trong thời kỳ chiến tranh, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam không đồng ý với chương trình này. Vì vậy, Liên Xô khẩn cấp đưa dụng cụ ướp xác và thiết bị chuyển qua bằng đường hàng không đến Việt Nam. Hồ Chí Minh nằm trong quan tài pha lê, tang lễ cử hành tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Báo chí Hoa Nam được dịp bốc thơm, Bác Hồ nằm trong pha lê, mặt hồng hào như là giấc ngủ thanh thản. Tưởng tượng phong phú của những tên tình báo Hoa Nam, chủ yếu hướng dẫn dư luận và nguồn thiện cảm, thổi phồng những thành tích của ông ta. Diễn biến của quan tài pha lê, Hồ Chí Minh chết vào thời điểm chiến tranh, lăng mộ chưa đặt viên đá xây dựng. Trước mắt xác họ Hồ sẽ không thoát khỏi các vụ đánh bom của máy bay Mỹ. Muốn bảo vệ quan tài, Đảng Cộng sản Việt Nam phải di chuyển vào hang núi sâu, cách Hà Nội 30 cây số, đôi khi phải đem quan tài chạy trốn ra khỏi núi, tạm nắn lẩn quẩn trong rừng, cánh rừng lận cận vì núi bị đánh bom sập. Muốn tránh bom đạn cũng khó, lúc này là những chuyên viên Hoa Nam phụ trách bảo vệ quan tài. Những ngày đó, tình báo Hoa Nam báo cáo quan tài pha lê chứa thi thể họ Hồ đã bị đánh cắp ngay từ giờ đầu tiên sau khi di chuyển đến hang núi, và một thi thể khác được thay thế đặt vào quan tài pha lê. Thi thể họ Hồ đã có mùi hôi tanh, đã bắt đầu rửa đang khi di chuyển đến nơi trú ẩn. Trong khi ấy, những chuyên viên y khoa cứ thế tiếp tục ướp xác của kẻ vô danh. Trong điều kiện ướp xác thiếu phương tiện, không ổn định, duy trì ở mức 16 độ C. Theo phương pháp xác ướp cần phải có khí hậu miền nhiệt đới ngày nóng đêm lạnh bất thường, hình dung chung thì thế thi thể không thể lưu giữ tốt tươi được. Thứ hai, một lần nữa Đảng Cộng sản Việt Nam di chuyển xác Hồ đến nơi an toàn, tạm thời xây dựng trong một khu rừng nhiệt đới. Quan tài thi thể Hồ Chí Minh được chôn sâu dưới lòng đất. Ngay sau đó, nhóm bảo vệ ngôi mộ họ Hồ xác nhận rằng quân đội Mỹ cho lính nhảy dù xuống cách ngôi mộ 2 cây số để tìm phi công bị bắn rớt. Đảng Cộng sản Việt Nam sợ ngôi mộ họ Hồ bị lộ, nhanh chóng lấy quyết định quật mộ di chuyển nơi khác. Nhưng tình báo Hoa Lan tiết lộ không phải quân đội Mỹ nhảy dù xuống cách ngôi mộ 2 cây số, chính là KGB ngụy trang đến Mỹ đã quật mộ cướp xác để làm thử nghiệm tìm nguồn cội xuất xứ của kẻ thay xác họ Hồ là con nhà ai, và đối chiếu nắm trò tàn của Nguyễn Ái Quốc đã qua đời năm 1932 tại nhà tù Hương Cảng, hưởng dương 40 tuổi, hiện đang lưu trữ tại nghĩa trang Kuzevo Moscow. Lần này chuyển xác họ Hồ vào sâu trong hang động bảo vệ an toàn hơn, đồng lúc cho sửa chữa con đường núi bí mật để vận chuyển quan tài pha lê trên xe bọc thép thông qua một khoảng ngắn nhất của ngọn núi này, và sau đó lập tức phá hủy để bịt lối đi của người dân địa phương. Hang động được căn phòng cẩn mật và được sửa chữa lại cho tạm ổn tiêu chuẩn xác ướp. Bằng cách này, chiếc quan tài pha lê đã được giữ bí mật, mọi đảm bảo an ninh đã tuyệt đối, chờ đến khi kết thúc chiến tranh sẽ di chuyển về Hà Nội.